cái sở thích là gì? Sở thích của anh là gì? Để coi phim mình. Wow. Wow, tuyệt vời. Kiểu kiểu mà ví dụ như chuyện vui anh muốn nhiều người biết, chuyện buồn anh giữ mình. Anh đúng em á, em đúng rồi, kiểu vậy luôn á. Em rất là ít chia sẻ với chuyện buồn của em. Chuyện buồn nó sẽ buồn lây á. Em không thích kiểu vậy. Em nghĩ sao về bạn gái số 4? Khá là đáng yêu. Khá là đáng yêu. Sau khi ăn cơm với bạn số 4 ngày hôm qua thì thì nói chung là bạn số 4 dễ thương, vui tính, à cũng chịu vợ. Bạn số 4 thì vô số 1. Em sốc vì anh mày. Đó. Trời ơi đẹp kìa. À, mình nghĩ là cái đoạn này bắt đầu đến cái đoạn mà các bạn sẽ đi đến một cái nơi và tự giới thiệu bản thân mình. Trời ơi, chị bây cũng giờ đang tò mò chuyện đấy. Đó, bây giờ là chúng ta sẽ biết được các bạn là bao nhiêu tuổi, làm ngành nghề gì, công việc gì. Chào tất cả mọi người. Em là Vương, viết siêu Vương, đến từ Hà Nội và đang là du học sinh tại Hàn Quốc được 3 năm. À, em năm nay ở Việt Nam là 22 và ở bên Hàn là 23. Du học sinh tại Hàn. Em nghĩ sao về bạn gái số 4? Khá là đáng yêu. Khá là đáng yêu. Khá là đáng yêu. Em muốn quen một người bạn gái Hàn Quốc hay là một người con gái Việt Nam? Nghĩa là em chưa kiểu cảm giác ai mà hợp với mình là mình sẽ yêu chứ không phân biệt là lúc nào. Cảm ơn. Mình tên là Trần Tấn Vinh, thì năm nay 25 tuổi, công việc hiện tại đang là diễn viên tự do và VJ. Thật ra anh rất là tò mò cái gu bạn gái của em luôn á. Em về ngoại hình thì bạn gái em thích bạn gái em thấp hơn em tầm trên dưới 10cm, chỉ có số 4. Là vậy, vậy là ok. Mấy bạn nữ ngay em lạnh lùng. Bạn số 4 dễ thương, vui tính, à cũng chịu giỡn. Là xúc thịt, này thịt bò ngon nhỉ. Anh có sở thích là gì? Sở thích của anh là gì? Để coi phim mình. Và ngon thịt không? Kiểu kiểu mà ví dụ như chuyện vui anh muốn nhiều người biết, chuyện buồn anh giữ mình. Anh đúng em á, em đúng rồi, kiểu vậy luôn á. Em rất là ít chia sẻ với chuyện buồn của em. Chuyện buồn nó sẽ buồn lây á. Em không thích kiểu vậy. Nó bụng quá. Anh ăn không quen nữa. Không. Anh ăn đi. Anh ăn thôi. Anh ăn hết đâu. Em không ăn hết, em ăn ít lắm. Anh ăn thịt lắm mà. Em ăn thịt luôn đi. Nó chèn. Không phải. Em không ăn. Em không ăn hết. Không nói nhiều, tôi cứ ngồi tôi ăn tôi nhìn hai bạn có hai bạn làm cái gì. Chào mọi người, em tên là Ái Nhi. Em 22 tuổi. Vậy em đang là du học sinh trao đổi bên này. Bây giờ em đang học tiếng hay là học chuyên ngành rồi? Dạ chuyên ngành. Chuyên ngành, em học chuyên ngành gì? Dạ có con cúc mua hát khoa. Hợp lý như thế nào về bạn trai mình làm nghệ thuật? Em thấy bình thường. Bình thường như thế nào? Thì bình thường thôi, do em cũng trả lời câu đó là hơi bị bét luôn. Dạ. Số 4 vô ai nè? Số 4 mới quan trọng. Bạn số 4 sẽ vô số 1. Em hy vọng là bạn số 4. Em với số 4 khá là hợp tính. Em sắp giả mang luôn, bởi vì em tưởng là ôi ơi, em không quá Mi An, xin lỗi. Em xin lỗi anh này. Xin lỗi kìa. Số 3 chọn qua số 2 á. Rõ kìa, gương mặt rõ hết kìa. Rồi. Số 4 này. Từ lạ thành thường, 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel.